Hello, xin chào toàn thể anh em, anh em đã quay trở lại video của Hoài Bãi nhá. Hôm nay thì có con Stream 021 cho anh em này. Con này máy đẹp, tay nắm giật to này. Đó, máy bao zin, xích mới luôn nhá. Đó, anh em là chốt cây này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 399. Hai ốc chân lam, máy đẹp, lam zin. Lam thì lam bánh xe, dài 45 phân, trừ trên ốc còn được 40 nhá. Đó, và xích là sử dụng là xích chung 91. Đó, anh em nghe rõ thông số máy để ấy nhá, để chốt hàng nhá. Đó, thì máy như trong clip này, bao zin tầm tập, mặt tiền đẹp. Con này là máy màu đỏ đô nhá. Đó, anh em là chốt cây này thì ủng hộ kênh Hoài Bãi nhá. Bao zin toàn tập, tất cả đều có mộc etin dập nổi hết nhá. Đó, bao anh em kiểm tra hàng, check hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm sử dụng nhá. Đó, máy nòng bạc zin hết, chưa có bùng máy thay thế đổi gì hết. Đó, chỉ thay mỗi sợi xích mới anh em thôi. Đó, bên trong máy móc là zin toàn tập này, bộ e lọc gió đầy đủ nhá. Đó, nghe là chốt cây này thì ủng hộ kênh Hoài Bãi. Con này thì Hoàng lên xích mới anh em luôn rồi. Đời tay nắm giật to, có bơm xăng phụ. Từ con này thì anh em đang bán với giá là 3.700.000. Bao xích tận nhà. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05 399 giúp em nhé. Đó, giá quá mềm luôn, con này máy quá đẹp nhá. Đó, em gắn cả xích mới anh em luôn rồi. Và giá đây nó rất là hấp dẫn này nhá. Anh em là chốt thì cứ để lại số điện thoại và hoặc là kết bạn qua Zalo để xem chi tiết máy hơn nhá. Đó, rồi xin tắt nổ cho anh em nghe tiếng máy. Con này thì thông số máy là nòng 40 ly, trọng lượng là 5,5 kg nhé. Hàng chuẩn của Margin Germany. Đó, rồi xin tắt nổ cho anh em. Rồi, anh em là chốt cái này thì giá 3.700.000 bao ship nhá. Đó, nhất lam ra ok luôn rồi nhá. Đó, rồi chưa có toàn thể nha. Anh em nhớ theo dõi kênh Hoài Bãi để nhận video mới nhất của Hoàng nhá. Xin chào và lại anh em nhá.